Hello, xin chào mọi người. Để tôi đi bật mật ong nha. Là bật mật ong cho cây cà phê á. Là tôi đang đi đây. Thì bật mật ong. Hello, xin chào mọi người nha. Là em tôi đang cốt cái này là đốt ống á. Ống các bạn này, xong rồi nha. Cái này chỉ là mình đổ dầu vào chỗ đây. Rồi, ok. Rồi xong nha, cái này là dầu. Dầu thật là ít thôi, trứng này thôi các bạn. Cái này vẫn đủ rồi, vừa đủ rồi, đổ vào nha. Đây, dễ thôi. Đây. Đổ đôi cho nó điều đấy. Quá. Cái này là quét cái này. Đó. Được. Còn hai cái như thế này rồi. Hết rồi, zin mình hết rồi này. Bước ong kia nha, đó.
được một cái phương này. Đây các bạn nha, để tôi lấy rồi bỏ cho mũ đây. Đây nha, đó. Đây. Ít thôi các bạn, ít thôi.